Thời gian qua, Spider Room đã đưa các bạn đi qua rất nhiều các chủ đề hóc búa khác nhau, từ địa chính trị đến tài chính, kinh tế, rồi lại đi ngược về lịch sử và vào sâu trong thâm tâm con người. Chính vì thế, hôm nay chúng ta đổi gió một tí xem sao nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Theo bạn, điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày con mèo của bạn nhận ra rằng nó là một con mèo? Có phải đó chính là lúc mà sự đau khổ khởi đầu cho giống loài này? Bởi lẽ, chúng bắt đầu nhận ra rằng chúng chẳng là cái gì nếu như chúng không được một giống loài khác, cụ thể là loài người, định danh. Vậy thì, chúng sẽ chấp nhận hay là chối bỏ đây? Vì vốn tất thảy nhận diện đó đều được thể hiện qua ngôn ngữ của giống loài khác. Chúng có cảm nhận gì hay là có cảm xúc gì không khi chúng biết rằng chúng là một loài mèo đang được chăm nuôi chứ không kiêu hãnh và độc lập như chúng tưởng? Và quan trọng hơn này, điều đó có khiến chúng gặp khủng hoảng hiện sinh không? Thế nhưng, kể cả khi không ai biết chính xác từng có con mèo nào trải qua giây phút giác ngộ hiện sinh không, thì câu hỏi liệu chó mèo cũng có cảm xúc tiêu cực như chúng ta vẫn có thể giải đáp. Không chỉ vậy, chó mèo còn có thể mắc rối loạn lo âu và điều đó có thể do chính chúng ta gây ra. Vậy thì điều ấy chính xác là sao? Chó mèo có thể gặp khủng hoảng hiện sinh không? Và có cách nào để ta nhận biết cũng như giúp đỡ những bạn động vật cạnh bên ta này? Không để bạn phải chờ lâu, Spider Room sẽ cùng bạn giải đáp qua bài dịch Mèo có bị khủng hoảng hiện sinh không? Của tác giả Tre nhé! Tôi nhận ra tôi và em mèo của mình được kê cùng một loại thuốc. 9 năm trước, tôi mới nhận nuôi Lucas từ một trạm cứu hộ chó mèo tại Washington. Nó bướng lắm, một chị nhân viên ở trạm nói thế. Mặc dù tôi đã gọi nó bằng cái tên khác, nhưng mà tính nó thì vẫn thế. Không giống như Tip, một chú mèo màu xám, chân đi tất trắng cũng do tôi nhận nuôi. Lucas là một quả cầu lửa màu đen hung hãn. Nó rất thích đuổi theo ngón chân của người khác, cao rèm cửa hay là đẩy đồ vật từ trên bàn xuống. Nó là cái đồng hồ báo thức vì sở thích đẩy các đồ trang điểm, lược vào vòng tay của tôi từ trên bàn gương xuống cho tới khi tôi dậy cho nó ăn. Rồi cách đây khoảng 4 năm, vợ chồng tôi có một đứa con. Lucas giờ không còn là sinh vật bé nhỏ quan trọng nhất nhà, đánh lui về cái ổ trên tầng cao nhất của cái nhà mèo, nơi nó nằm đó cả ngày và quan sát mọi người. Khi muốn gây sự chú ý, nó trở nên hung hăng khác thường. Thay vì đợi đến 7 giờ sáng để bắt đầu đẩy mọi thứ xuống đất, nó bắt đầu nhảy lên đó vào lúc 4 giờ sáng. Chúng tôi đã đóng cửa phòng ngủ, thế nhưng mà vẫn bị thức dậy vào lúc 4 giờ sáng, bởi vì Lucas cào vào tay nắm cửa hay nện thình thình vào cái cánh cửa bằng cái thân hình nặng 6 cân của nó. Đến giờ ăn, nó ngấu nghiến phần thức ăn của mình rồi xô Tip ra chỗ khác để tranh phần. Nó bắt đầu cào lên tấm thảm ở phòng khách và phòng của con trai tôi. Rồi những lúc đùa nghịch với Tip, nó cũng trở nên bạo lực hơn nhiều. Tôi đặt lịch hẹn với một chuyên gia về hành vi của thú cưng, nhưng mọi gợi ý mà họ đưa ra đều vô dụng. Nên sau đó khoảng 5 tháng, tôi đưa đến gặp bác sĩ thú y. Người bác sĩ miêu tả tình trạng của Lucas là lo âu và kê thuốc chống trầm cảm được chỉ định cho động vật. Khi tôi có cảm giác vừa thương vừa thất vọng với Lucas, tôi đã sửng sốt nhận ra một điều. Khoảng 10 năm trước, có một khoảng 6 tháng đi học ở trường đại học, tôi đã bị những cơn hoảng loạn tấn công mỗi ngày. Khi ấy, tôi cũng đã được bác sĩ chẩn đoán tương tự, rối loạn hoảng sợ trở thành rối loạn lo âu và tôi cũng được kê đơn thuốc giống với của Lucas lúc này. Vậy là động vật cũng có cảm xúc tiêu cực, chúng biểu hiện thế nào? Cách đây hơn 50 năm, nhà tâm lý học hành vi B.F. Skinner đã viết: cảm xúc là một trong những ví dụ tiêu biểu cho những lý do tưởng tượng mà chúng ta gán cho các hành vi của mình. Với các loài động vật, vì chúng không thể miêu tả cảm xúc bằng ngôn ngữ, nên cảm nhận của chúng được biểu hiện qua hành động rõ ràng hơn so với loài người. Nếu là tôi, cơn hoảng loạn sẽ là vòng tuần hoàn của sự lo âu, chẳng hạn như: có phải tôi đang hoảng loạn ngay bây giờ không? Từ khi ở trên tàu, hay là lúc này, khi đang trong lớp tiếng Anh? Chết thật! Nhưng nếu là ở động vật, thực sự rất khó để tưởng tượng rằng một con chuột hay con mèo của tôi bị ám ảnh bởi những suy nghĩ như thế. Như Kierkegaard đã viết trong cuốn Một thức nhận về lo âu: lo âu không có ở thú vật, chính xác là nằm ở bản chất của thú vật là không có phần hồn. Tuy là vậy, nhưng mà trên thực tế, khái niệm lo âu của động vật lại là một thứ mà khoa học đã tranh cãi nhiều năm. Ban đầu, khi định nghĩa về lo âu của chúng ta được gán cho động vật, điều đó vẫn còn có một chút gì đó hơi mơ hồ.
nhưng mà ngày nay nó đang trở nên càng rõ nét. Trạng thái lo âu đó có thể dạy cho chúng ta rất nhiều điều về những cảm xúc của mình. Và giờ đây, nó còn tiếp tục dạy cho chúng ta nhiều hơn về nhận thức của động vật. Cuối cùng, nó cũng dạy tôi rất nhiều về mối quan hệ của tôi với Lucas. Trong cuốn Biểu hiện cảm xúc của loài vật và người, Darwin có viết: với gần như hầu hết các loài động vật, kể cả chim, sự sợ hãi sẽ khiến thân thể chúng run rẩy. Ngày nay, với hiểu biết rộng hơn về bản chất của sự sợ hãi, chúng ta biết rằng hệ thống tạo nên cảm xúc này giống nhau như thế nào ở các loài có vú. Cụ thể, khi một mối đe dọa xuất hiện, phản ứng chiến hay chạy, một phản ứng sinh lý xảy ra trong khi cơ thể cảm nhận về một sự kiện đe dọa, tấn công hay nguy hiểm đến sự sống còn, sẽ được kích hoạt bởi hạch hạnh nhân, sau đó di chuyển đến vùng dưới đồi, sau đó gửi tín hiệu tới các tuyến khác, rồi giải phóng ra adrenaline. Điều tương tự cũng xảy ra ở vùng não của động vật có vú, chẳng hạn như chuột có vùng dưới đồi và hạch hạnh nhân siêu tí hon cũng có thể phản ứng với căng thẳng giống hệt với chúng ta. Và như những người nuôi chó mèo đã biết, biểu hiện của việc chiến hay chạy của động vật rất phong phú. Đôi khi chúng cũng biến thành thói quen, ví dụ như là một chú chó sợ hãi sẽ liên tục liếm chân hay là chu lên trong một cơn bão. Và đôi khi, dựa trên tính cách cũng như di truyền, một số khác sẽ tỏ ra chán đời. Điều này rất giống với sự lo âu ở người. Để xác định triệu chứng của lo âu ở động vật, các bác sĩ thú y sẽ nhìn vào biểu hiện bên ngoài. Liệu con vật đó có hay bị giật mình, run rẩy hay mất ngủ không? Bằng các biện pháp quan sát, người ta đã thấy được lo âu xuất hiện ở một số lượng lớn các loài trong vương quốc động vật, ở cả thú nuôi trong nhà và các loài trong tự nhiên. Trong cuốn Sự điên dại của động vật, nhà sử học Laurie Braidman đã ghi nhận một nghiên cứu bởi tập đoàn dược phẩm Eli Lilly & Company chỉ ra rằng 17% những chú chó ở Mỹ phải chịu đựng chứng rối loạn lo âu phân ly. Braidman cũng cho biết, những chú khỉ đột trong vườn thú và một con tinh tinh lùn đã bỏ ăn cho tới khi vượt qua được một giai đoạn rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Hay những con gà mắc âu lo sẽ được cho ăn một loại thuốc chống trầm cảm để khiến chúng bình tĩnh và thịt ngon hơn. Và các hành vi hung hăng tự làm tổn thương bản thân lặp đi lặp lại bởi những chú voi biển, sư tử biển ở các công viên giải trí như SeaWorld cũng cho thấy chúng đang lo lắng. Để xoa dịu những triệu chứng của chúng, người ta cho các loài động vật này thuốc của chính con người. Từ những năm 1970, các loài động vật bị nuôi nhốt ngày càng được dùng nhiều thuốc. Từ Gas, một chú gấu trắng bị rối loạn lưỡng cực, cho tới các chú chim cánh cụt bị hoảng loạn vì thời tiết ở Anh, hay những loài động vật có vú ở SeaWorld. Hiện trạng này đã bị phanh phui vào năm 2014 qua một phim tài liệu ngắn của BuzzFeed khi các bác sĩ cho những con cá voi sát thủ hung hăng dùng benzodiazepine, một loại thuốc chống trầm cảm có thành phần là Xanax và Valium. Ngoài ra, một vài chú chó dò mìn ở Afghanistan được chẩn đoán PTSD đã được cho dùng thuốc an thần hạng nặng, cũng như các loại thuốc gây tê. Sự thật là rất nhiều chó, mèo và động vật khác đã được cho sử dụng thuốc chống trầm cảm và chống rối loạn lo âu. Đây là cách mà ngành công nghiệp dược phẩm đã kiếm được hàng tỷ đô la từ đó. Thế là động vật có bị khủng hoảng hiện sinh không? Trên thực tế, cho động vật dùng thuốc của con người không có gì là xấu. Chúng ta đều biết những thuốc này có tác dụng vì đã từng được thử nghiệm trên động vật. Sự tương đồng giữa não bộ của các loài có vú và con người trong những kiểu hành vi khi lo lắng hay trầm cảm đã khiến khỉ, chó, mèo hay chuột trở thành vật được chọn cho các cuộc thử nghiệm thuốc. Nó được bắt đầu với thuốc an thần vào những năm 1900, cho tới thuốc giảm đau vào những năm 1960. Và ngày nay là các loại thuốc mà người ta cho rằng sẽ cải thiện các triệu chứng trầm cảm hay lo âu bằng cách tăng nồng độ một chất dẫn truyền thần kinh tên là serotonin. Trong một thí nghiệm căng thẳng lặp đi lặp lại, các chú chuột đã bị cách ly, bị nhốt dưới một máy sấy tóc nóng, giữ dưới ánh đèn sáng qua đêm, hay lồng của chúng bị nghiêng 45 độ. Cho đến cuối của thí nghiệm, những chú chuột sống trong điều kiện stress liên tục đã trở nên cực kỳ lo lắng và bỏ bữa, mất đi hành vi khám phá, giống như những thanh thiếu niên trầm cảm lẩn trốn trên giường. Joseph Liddell, một giáo sư tâm lý học thần kinh tại Đại học New York và là tác giả cuốn Bộ não xúc cảm, đã trình bày một trong những nghiên cứu quan trọng nhất về rối loạn lo âu. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Brain World năm 2012, động vật có trạng thái tinh thần không? Chúng ta không biết và chúng ta sẽ không bao giờ biết chắc. Với Liddell, các quan sát hành vi không đủ để dán nhãn lo âu cho chúng khi ta không thể thâm nhập vào các trải nghiệm chủ quan của động vật. Nó có thể có cảm xúc, nhưng nó cũng có thể chỉ là một phản hồi tự động trước nguy hiểm.
Và vì không có cách nào để thâm nhập vào não bộ động vật, cái cách mà ngôn ngữ đã cho phép loài người thể hiện được ra, nên chúng ta không thể khẳng định chắc chắn. Nhưng Jack Panksepp, một nhà thần kinh học ở Đại học Thú y Washington, không đồng ý với điều này. Hầu hết các thí nghiệm nổi tiếng của ông đều chứng minh rằng những chú chuột bị chọc lét đều cười bằng những tiếng chít chít mà tai người không thể nghe được. Trong các thí nghiệm này, Panksepp nghiên cứu các hệ thống cảm xúc vô điều kiện nằm sâu bên dưới. Khi ông nghiên cứu về nỗi sợ hãi thuộc về phần bản năng, không phải là các nỗi sợ được tạo ra bên trong phòng thí nghiệm bằng các yếu tố gây sốc, ông đã kích thích sâu bên trong hạch hạnh nhân của động vật và vùng xám của não giữa, tương đương với trung tâm của hệ thống sợ hãi ở người. Có thể nói, Panksepp đã thành công kích hoạt những nỗi sợ bản năng và sau đó quan sát phản ứng của động vật. Ông phát hiện ra rằng kích hoạt những phản hồi sợ hãi không chỉ khiến cho động vật bật chế độ chiến hay chạy, mà chúng còn cố gắng dừng các trải nghiệm đó bằng cách tắt đi sự hoảng loạn trong đầu. Điều ấy tương tự với loài người khi tiếp xúc với các kích thích sâu trong não bộ ở các vùng này. Họ đã trải nghiệm cảm giác sợ hãi hiện sinh hay có thể mô tả cảm giác của họ bằng cụm từ như tôi sợ chết khiếp và một cảm giác hoang mang đột ngột như vừa đi vào một đường hầm dài và tăm tối. Panksepp nói rằng các chú chuột cũng đã trải nghiệm qua cái gì đó sợ hãi không yên như vậy. Tuy nhiên, sợ hãi không giống như lo âu. Trong khi sợ hãi là một cảm xúc bản năng nguyên thủy, lo âu lại là quá trình phức tạp hơn. Panksepp nói, đó là điều mà bạn đang nghĩ ngợi, những thứ bạn đang phải đối đầu, những người đang đối xử tệ với bạn. Còn chúng ta không thể quan sát được những suy nghĩ của một con vật, không ai có phương pháp cho điều đó. Tuy nhiên, Panksepp ngờ rằng động vật cũng có trải nghiệm cảm giác riêng của chúng. Đó là những nỗi lo đầy suy tư. Ông chia sẻ rằng, cá nhân tôi tin rằng chúng có thể như thế, bởi vì chúng cũng đã có rất nhiều chất liệu ở não trên, những vùng mà chúng ta biết là để kiểm soát tư duy con người và lo lắng về những tư tưởng cơ bản về việc sống. Các nhà khoa học khác cũng đồng tình, dù cho rất khó khăn khi xác định những lo âu ở động vật và mối quan ngại của chúng về việc chúng có tồn tại hay không. Laurie Marino là một nhà thần kinh học ở Đại học Emory và là CEO của Trung tâm Nghiên cứu về Động vật Kimila. Bà nói rằng khái niệm lo âu ở động vật là dễ gây tranh cãi hơn bởi vì nó có một yếu tố mà sợ hãi không có, và đó là thời gian. Cảm giác bản thân một ai đó tồn tại trong dòng thời gian là yếu tố cơ bản để tạo nên lo âu. Bạn lo lắng về tương lai bản thân, có thể là ngày mai, 3 tuần nữa hay 1 tháng nữa. Bạn tiếc nuối những gì đã trải qua trong quá khứ. Đó là biểu hiện của lo âu. Trong một thời gian dài, hầu hết các nhà khoa học đều tin rằng loài người là loài duy nhất có khái niệm về thời gian trôi. Nhưng mà các nghiên cứu gần đây về loài quạ và rẻ cùi cũng đã chứng minh rằng các loài chim có mong chờ được cho ăn ngay cả khi nhu cầu đó khác với những gì chúng mong muốn trong hiện tại. Một nghiên cứu năm 2013 cho thấy loài tinh tinh và đười ươi trong vườn thú cũng có ký ức của bản thân ở dạng tự truyện. Đó là tín hiệu duy nhất có thể kích hoạt một loạt các sự kiện trong trí nhớ giống hệt với con người. Có thể đây sẽ là một bước nhảy liều lĩnh khi khẳng định rằng mối quan hệ phức tạp giữa thời gian với những sự kiện được ghi lại trong ký ức hoặc những gì được lên kế hoạch có thể liên quan đến các cảm xúc. Mặc dù một nghiên cứu gần đây đã tìm thấy các hành vi né tránh của lợn như bỏ trốn hay kêu em ếc khi sắp trải qua những sự kiện tiêu cực trong tương lai, nhưng nó thực sự vẽ ra một số khả năng nào đó. Marino tiếp tục, tôi nghĩ rằng nhiều loài động vật có cảm giác về thời gian. Nó có thể không phức tạp như ở người, nhưng tôi nghĩ rằng chúng có thể đoán trước điều gì đó. Chúng biết một cái gì đó sắp xảy ra trong tương lai, ngay cả khi đó chỉ là vài phút, vài giờ hay vài ngày. Nếu muốn sống sót, thì ngoài việc biết sợ ra, còn phải có cảm giác lo lắng về điều gì sắp xảy ra, hoặc mình sắp làm, dù là cảm giác nhỏ nhất. Với tôi, xem Lucas là một đứa trẻ hay lo âu đã thay đổi toàn bộ suy nghĩ của tôi về hành vi của nó. Tôi đã coi nó như kẻ thù, phá giấc ngủ, tè vào thảm trải phòng, bắt nạt gia đình tôi và những con mèo khác. Nhưng mà hóa ra, nó cũng đã phải chịu đựng những cảm xúc tiêu cực của riêng mình. Nhiều người nghĩ rằng tôi đã làm quá khi nhân hóa con mèo, nhưng điều đó đem lại kết quả tích cực cho chúng tôi. Khi tôi trở nên tinh tế hơn về vấn đề thần kinh của Lucas, tôi bắt đầu tìm thấy mình của ngày xưa ở trong nó. Chứng lo âu của động vật thường là do con người gây ra, từ việc chúng ta phá hủy môi trường sống của chúng đến giam cầm chúng trong vườn thú. Nhưng chúng ta cũng thường vô tình gây ra sự lo lắng ở những con vật nuôi, những loài vật ta yêu thương mãnh liệt nhất và xem như người bạn đồng hành, bằng cách áp đặt nhu cầu của chúng ta và phớt lờ những nhu cầu của chúng. Chó và mèo cũng rất cần được vui chơi, còn chúng ta lại sống ở các thành phố và làm việc cả ngày.
Mèo thích vuốt cằm, nhưng chúng ta lại thích ôm ấp chúng như thú nhồi bông, ngay cả khi rõ ràng chúng không thích điều đó. Khi tôi nghĩ rằng Lucas có thể bị rối loạn lo âu, tôi cũng bắt đầu suy nghĩ về những nhu cầu của nó nhiều hơn trước đây. Tôi chơi với nó thường xuyên hơn và cho nó ăn nhiều bữa nhỏ. Nó cũng có phản hồi tích cực hơn với những bữa ăn và thuốc chống trầm cảm, mặc dù nó không dùng nhiều thuốc lắm và hay bỏ qua thức ăn mà tôi cho thuốc vào. Nó dừng việc đánh thức chúng tôi vào nửa đêm, đánh dấu lãnh thổ trong phòng con trai tôi. Khoa học có lẽ chỉ mới được một phần con đường để tìm hiểu ra rằng loài mèo có lo âu như Kierkegaard nói hay chỉ là những hành động bản năng. Nhưng cuối cùng thì sẽ tốt hơn nếu như bạn chịu mở lòng hơn về định nghĩa lo âu là gì để tìm thấy sự kết nối và cũng là trách nhiệm, dù lo âu có ý nghĩa gì với các loài động vật. Như vậy, khó mà kết luận được chính xác liệu các loài động vật nói chung và những người bạn bốn chân của bạn nói riêng có bị khủng hoảng hiện sinh không. Nhưng qua video này, có thể kết luận được rằng những người bạn ấy hoàn toàn có thể bị rối loạn lo âu. Và đây cũng là một biểu hiện quan trọng cho việc có khả năng chúng cũng gặp khủng hoảng hiện sinh qua việc cảm nhận những lo lắng không chỉ mang tính thời điểm mà còn có tính thời gian như loài người. Bởi vậy, đừng quên hãy quan tâm đến thú cưng của bạn hơn, hãy trân trọng chúng như những người bạn đồng hành thực sự, thay vì chỉ là thú cảnh trong nhà. Bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế, cả về mối quan hệ của bạn và chúng, lẫn sự soi chiếu về bản thân mình. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của Nhà Nhện là spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye!